đây mẹ bảo này, ở đây, nó đây. Ở đây, lại đây. Đi qua đây mẹ bảo này. Ý. Ý. Đây hai mẹ con mình tổ chức tiệc nướng nha. Mẹ xin nướng những cái bắp với lại khoai lang nha. Bây giờ mẹ giao nhiệm vụ cho cô Bi này. Cô Bi đi tìm cho mẹ những cái viên đá nhỏ nhỏ để xếp thành cái bếp nha. Mẹ đi vô mẹ lấy những cái đồ còn lại nha. Nha, cô Bi hoàn thành nhiệm vụ đi nha, rồi mẹ ra mẹ nhóm bếp mẹ nướng nha. Đi nào. Okay. Xếp gạch nha. Cái bi giỏi thế. Có mệt không? Có nặng không? Nhưng mà ở chỗ đây sai chỗ rồi, mẹ chuẩn bị bên kia kìa. Để bây giờ mẹ mang sang kia rồi hai mẹ con đã xếp gạch nướng nha. Nha. Đi. Con đi, đi con đi sang đi. Đi ơi, con sang bên kia đi. Đi nào. Ngồi đây đi, cô biết con ngồi đây. Rồi, để mẹ xếp gạch nướng nha. Cô ngồi xuống đây, cho con một viên gạch này. Xem à, muốn xem mẹ làm à? Nhai cái gì vậy? Để có cái gì đâu mà nhai ngon thế? Đấy, mình sẽ đặt cái vỉ lên đây. Tuyệt vời. Rồi, con ngồi xuống đây đi. Ôi, cái này mẹ bắn quần áo mất. Con ngồi yên đó đi cô Bi. Mẹ nhóm than lên cho nó hồng lên nha, rồi mới nướng được nha. Con ngồi yên đi, ngồi yên cẩn thận nè. Con sợ cái này hả? Không sao đâu, có mẹ đây mà. Mẹ làm cẩn thận không sao hết nha. Cẩn thận, yên tâm nha. Đấy, than sắp hồng lên rồi này.
ấm lắm á, ấm không? Rồi bây giờ con ngồi đây mình đi lấy bắp nha. Này ngồi đây, còn ngoan đây, còn ngoan đây, đừng có lại bắp lửa nha. Đặt cái này lên. Ta có cần bóc cái này ra không ta? Cái đó mẹ ăn cái gì con? Cái gì đâu mà ngon mà ăn đó. Xin nướng cả khoai nha. Đây cô biết mẹ cho này. Cái này mẹ cho lên bếp mẹ nướng nha. Không sao, có gì đâu, mẹ đây mà. Nha, ngồi đây. Sợ à? Sợ lắm à? Hả? Không sợ lắm hả? Không sao, có mẹ đây mà. Nha. Hay là con bây giờ con đi vô nhà con lấy cho mẹ một cái dĩa đi. Lấy cái dĩa để cái này chín rồi mẹ đựng cái này nha. Đi vô nhà lấy dĩa đi. Kiểu gì mà sao cái này nó cháy mất tiêu rồi, không biết là còn ăn được không nữa. Cái này mình cái gì đâu mà sợ con. Đây này, để mẹ bóc cái này ra nha. Có lẽ là lần này mẹ sẽ rút kinh nghiệm, mẹ sẽ chừa lại một ít vỏ để nướng cho nó đỡ bị cháy, cho cô Bi ăn cho ngon nhé. Mẹ vụng về quá nha cô Bi nha. Mẹ hy vọng là lần này nó sẽ ngon đó cô Bi ạ. À. Cô Bi đợi mẹ nha. A few moments later. Để mẹ bắp khoai lang con ăn nha. Để mẹ bắp khoai lang ăn nè. Để mẹ xíu nha. Nóng quá, nóng quá. Tạm đây nha. Đây mẹ bắt cho con một nửa nè. Nhưng mà phải thổi đã. Ăn từ từ thôi. Ngon. Ngon mà, thơm mà. Rất tốt uống nha, ăn là nhẹ lắm nè. Ngon quá. Ăn nhanh đi. Đợi mẹ với chứ.
Mình nấu nước lại nha. Xong rồi ta ăn tiếp nha. Thấy chưa? Tí nữa cái quả kia chín rồi mẹ lấy cho con ăn quả nguyên luôn. Mặt cô bi dính nọ nhé. Buồn cười đấy. Làm sao? Hả? Này, cho con này, mày đùa đấy. Mày có này, hôm mày mẹ. Giỏi quá. Hôm mẹ nữa. Giỏi quá. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Hôm mẹ. Hôm bên đây. Hôm bên đây. Giỏi, ngồi xuống. Này. Con tự ăn thì thôi chứ. Không làm lấy nước uống hay con. Đợi quá. Rồi đặt lên xuống đây. Đặt lên xuống. Rồi lên đây ngồi. Đây ngồi. À.